chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello HEBI, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay HEBI sẽ cho blog food tiếp nè, mà mấy bạn thấy không? HEBI có bộ đồ mới nè. Ui, cái tôi sắt đấy. Bây giờ nó muốn rớt ra ngoài luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi đánh mấy cái con này nha. Hiện tại thì level của HEBI đang ở level 45 à. Con này 35, hơi non. Đấy rồi. Đó. Này. Ủa? Rén gì nói đi cơn. Bây giờ rồi. Rồi. Đây để cho nó. À, mấy bạn quên nói với mấy bạn nữa là HEBI có chén cát á, mấy bạn chát quỷ cát á. Mà tại vì lúc đó mấy bạn kia hỏi HEBI ăn quá, cái HEBI ăn lên luôn. Cái xong cái HEBI á phải đi về á. Đó, tàu siêu tốc free luôn. Rồi xong giờ HEBI đã tới đảo khỉ rồi nè, từ cái chỗ nó xa. Cái gì hồi nãy HEBI tele về nhà á, cho nó nhanh. Tại vì tele về á, cái xong chạy qua đây nó nhanh hơn. Chứ đi bên kia nó khi nó đánh mình cái mình ra cát nè. Mấy bạn thấy mình sạch không? Sạch đâu còn gì nữa. Ui quá tuyệt. Rồi bây giờ HEBI sẽ đi làm nhiệm vụ. Tại vì HEBI không dám làm nhiệm vụ ở bên kia. Làm nhiệm vụ ở bên kia rén xác nhận một con thôi. Chứ 8 con như mấy con này chắc đai sớm quá. À không, nếu như mà HEBI đánh với cái con này cũng đai rồi. Wow, thấy chiếc thuyền ở giữa biển. Con hay ơi kìa. Hello, con kim chi đỏ eo. Mặc dù con này level nó nhỏ hơn mình nhưng mà mình đánh không lại nữa nha. À. Giờ giờ đau à, đau quá, thôi đi đây. Ủa đây sao con này đây, nhìn này. Hơi non. Chọc là xíu cái coi tức quá. Làm gì vậy? À, ủa sao đứng trên đây mà nó giận? Nhưng nó được mình ta. Để xem. Đó, đi chậm chậm đi, solo với nó luôn. Ui, nó chạy nhanh quá. Rồi mình phải bật chế độ chạy phiên bản nó cực mạnh luôn. À, sao chạy không được? Tội máu. Ê, nó còn có chút à. Thế thì bạn im đi nhá. Bạn nghĩ sao vậy? Ha. Rồi. Nhìn này. Ê, sao nó... À! Pussy. Ê. Hôm á, cảm ơn bạn nha. Nhưng mà thôi bạn đã đánh, cảm ơn nha. Bây giờ mình sẽ nâng cấp vô phòng hữu hả? Đấy, ui giời ơi. Thấy HEBI gà không? Mới lên có level 46 à. Tại vì chơi cũng rất lâu quá nhưng mà mình vẫn ngu. Lúc kia HEBI đi qua đây, HEBI thấy cây này nó ngã. Thế xong cái giờ nó vẫn còn ngã. Nên mình quyết định mình để nó luôn nha. Nữa đi theo hoài. Con mân kỳ. Con mân kỳ cái mặt hòm hút không? Mặt nhìn cô téo à. Cái mặt nhìn cô téo. Nhìn hài quá. Mặt nhìn đau bụng quá. Thế thì bạn im đi. Rồi xong bây giờ mình sẽ đi về. Nên bây giờ mình sẽ đi tìm mấy cái con khỉ khác để đánh tiếp nha mấy bạn ơi. Xong rồi bây giờ mình sẽ đi tìm nha. À, thấy con khỉ kia rồi mấy bạn ơi, đây đây. Wow, wow mấy bạn ơi, ông dì thần khỉ nha. Ông dì thần khỉ rất là linh thiêng luôn nè mấy bạn ơi. Nếu như mà mấy bạn muốn ướp cái gì thì ông dì thần khỉ sẽ cho mấy bạn điều ước đó nha. Nhìn mặt ông dì thần khỉ rất là dễ thương luôn nè. Ông dì thần khỉ đang cầm cái gì để ông dì thần khỉ? Cười quá. Mấy bạn ơi, đây là ông dì thần sỏi nha mấy bạn ơi, ông dì thần sỏi. Thôi bây giờ mình sẽ đàng hoàng lại và đi luôn nha. Hello mấy bạn nha, đây là ông dì thần khỉ. Mà ông dì thần khỉ rất là dễ thương luôn nè, và ông dì thần khỉ rất là linh thiêng luôn nha. Ông dì thần khỉ á. Và bây giờ ông dì thần khỉ đang làm cái gì đây? Wow, ông dì thần khỉ rất là dễ thương luôn nè. Bây giờ ông dì thần khỉ đang cầm cái gì đây? Wow, thôi lấy luôn cũng dì thần khỉ. Khỉ này nhây quá. Non. Không, tại vì nó ít máu, nó level 14 nó hay bị đánh được. Đánh bằng kiếm ư? Non. Đấy, rồi. Hơi non. Đun. Uông ba dạ. Tu. Nghĩ sao vậy? Ngộ quá. Ngộ quá. Nhìn nó hài quá. Này nó bài cái sông cái đó. Đánh hộp. Hơi non. Con này nó nhây quá nên mình quyết định mình nhây với nó luôn. Định nhây, định chơi kiểu như là yếu. Đây là hồi máu nha. Sợ. Bây giờ đào. Sao mà đòi quên Happy vậy? Hơi non. Bây giờ. Ui cái gì vậy? Cái gì vậy? Ban cái muốn ráng thì nói đi con. Sơi. Tuyệt vời. Còn nó rồi. À đây. Ủa nó bay tới đó. Kiểu bị mù hay gì ta. Nó đứng đây đó, nó chạy ra mà mình không thấy nè. Khờ đời. Lên cấp hả? Lên cấp gì? Cái này hả? Sắp 10 rồi. Hơi non. Hả? Sai. Đấm à. Hello. Mấy con này nhây. Như lại con này, nãy con kia định nhây với nó. Hơi non. Đây. Nó bay lên nhìn hài quá. Đó. Thế thì bạn im đi nha, mình đi đây. Quên xong làm nhiệm vụ đi, tự nhiên đi đánh mấy cái con này khơi khơi vậy á. Tức là nãy giờ muốn xong nhiệm vụ qua. Đánh còn nhíp máu rồi mới bắt đầu ra kỹ năng. Đừng tưởng chị cười là chị vui. Chị rất là buồn đấy. Thôi. Nữa sao chưa lên level ta. Ngộ ha. Để lên đây coi có gì chơi không. Mấy trang này level mấy đây. Lớn hơn mình một layer. Thôi thôi. Hơi non. Con quỷ này. Này là level. Ui level 55. 55. Đừng có dí coi. Ui. Không nhìn ra. Ủa dạ lắm, cái nó trục sắt luôn hả vậy? Ngộ á. Dạ lắm, cái nó trục sắt luôn mấy bạn ơi. Và mấy bạn ơi, ngày hôm nay á, Happy đã kiểu như là có kỹ năng đó, cái kỹ năng là trọng lực với cái kỹ năng cát á. Nhưng mà kiểu như là mua cái kỹ năng này thì cái kỹ năng kia nó mất tiêu nên buồn, nhưng mà không sao. Đó, và nếu như mà các bạn thích video này thì nhớ like và share cho mình nha. Và giờ thì chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.